cái đó là nước cơ cô. Rồi các bạn ấn như thế này ha, dùng tay để lên, dùng tay để lên, sau đó mình sẽ ấn để cho nó sao nè, dùng tay ngay chỗ này, các bạn cố định tay ngay chỗ này, sau đó các bạn sẽ kéo lên, kéo xéo lên ha, để cho nó ra có cái đường viền, làm một cái đường viền nước nước nước, xong rồi làm đường viền, một cái đường viền. Gia làm pizza nha. Gia bán pizza. Mai mốt gia bán pizza, làm pizza bán. Còn Ngân nữa mà muốn mua mật ong muốn mua cái đó cái gì cũng được hết, mình bỏ cái gì cũng được. Có người mình cho thịt bò, cái thịt gà, thịt gà bỏ cái gì, nếu mà mình ở nhà mình ăn cái ớt Đà Lạt á.
có ở trong cái tủ á, ở dưới á. Bây giờ các bạn sẽ cho sốt nè, trước tiên là mình sẽ cho nước sốt trước, thì lưu ý Phương Anh là không cho quá nhiều, thì nếu mà các chị cho quá nhiều thì đế của mình nó sẽ bị ướt. Và khi mà các chị cho sốt xong thì các chị phải cho lớp chi vào nữa, để cho phần chi này có độ bám với phần nhân của các bạn. Nếu không cho lớp chi này thì nhân của mình nó sẽ tách ra, khi coi trong quá trình mà các chị cắt ra ha, cho ít nhân chi. Sau đó các bạn sẽ cho phần hải sản và xúc xích và em ba thứ này thì mình sẽ trộn chung lại. Mình sẽ lại ít thôi. Và các bạn sẽ cho dùng phô mai phô mai lên mặt. Lát lên mua đồ mình sẽ rắc sốt hồng trong mua khó này. Và các bạn nhớ ha, tí nữa mình chia lên ra cho mọi người bấm nha một chiếu. Bây giờ Phương Anh sẽ lấy ba bát bông kem và Phương Anh sẽ cho sốt mayonnaise và hoa dắt lên, chuẩn bị lá oregano. Lá còn bánh nào không, mình nướng không đi, nướng rồi bây giờ còn mấy cái nữa mấy chị nha, mấy chị can chiều á. Đóng lại, lấy cái dĩa, lấy thêm cái dĩa đi. Bánh vàng này nè. Bây giờ các bạn làm một lúc, khi rồi các bạn cũng nướng một lúc ha, thì cái bánh như vậy nó sẽ ngon hơn.